Sau khi tải về bạn phải đặt nhá, anh em mở ra Play chúng ta. Chưa nhận ra cái USB đông ly thì anh em cài đặt cho đông ly bốc, anh em bấm nút cài đặt cho bốc. Đây là cái driver smart card nha. Thì cái card nào thì nó như vậy, card nào driver đấy. Bây giờ nó đã nhận ra USB đông lên, em chọn lách nào, chọn thêm cả bốc trong mỏng. Anh em chú ý, anh em mình xem khi các video khởi động nhé. Mình phải mặc định là ở trong cái máy tính của mình nó phải ở trong cái chỗ khởi động ở chế độ cài driver sẵn thì nó mới nhận, chứ còn nếu mà nó không ở chế độ driver cài driver thì đối với người nó sẽ không nhận đâu. Anh em xem trong video nó có danh sách sẵn, cái video hướng dẫn cơ bản này thì ở trong anh em kéo lên cả xuống chỗ đoạn này nó đã có sẵn những video hướng dẫn anh em khởi động Windows là các vấn đề cơ bản. Anh em vào trong đấy xem trước nhé. Sau đó anh em mới ra đến món cài này thì nó mới dễ. Nó phải từ cái win cài máy tính trong bắt đầu cái cài bốc, chứ không phải là đột nhiên như thế mà anh em vào anh em mở lên cài lên là được đâu nhé. Thì tất nhiên là cài cài được, cài nó thiếu, cài không đúng cách xong sau mở nó thiếu đúng không ra. Nói mất công mình làm đi làm lại nhiều lần thôi. Cái này anh em chỉ lách thôi nhé, không làm gì cả, phải đọc đúng Windows rồi thì anh em chỉ lách. Cài cả đĩa USB hiển thị ở trên sau.